Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Thưa quý vị, phần tư vấn từ chuyên gia ngân hàng trong chuyên mục khách hàng hỏi ngân hàng trả lời tuần này sẽ bắt đầu giúp giải đáp các thắc mắc liên quan đến sổ tiết kiệm. Thủ tục mở sổ tiết kiệm cho người Việt Nam và người nước ngoài có gì khác nhau? Để mở sổ tiết kiệm tại ngân hàng thì người gửi tiền đến các quầy giao dịch của ngân hàng và cung cấp các cái giấy tờ tùy thân để tham gia gửi tiền tại ngân hàng. Ví dụ người gửi tiền là cá nhân Việt Nam thì cung cấp giấy chứng minh nhân dân và hộ chiếu còn hiệu lực. Đối với cá nhân là người nước ngoài thì cung cấp cái hiệu hộ chiếu còn thời gian thị thực còn hiệu lực, hoặc là đối tượng được miễn thị thực thì cung cấp cái hộ chiếu còn thời gian hiệu lực. Số tiền tối thiểu để mở tiền gửi tiết kiệm hầu hết ở các ngân hàng thường sẽ dao động là 50.000 đồng. Người nước ngoài thì sẽ khoảng là 50 euro hoặc là 50 đô tùy theo quy định của từng ngân hàng trong từng thời kỳ. Ngoài ra thì ở một số ngân hàng, người gửi tiền còn có thể tham gia gửi tiền trên kênh ngân hàng điện tử, tham gia gửi tiền trực tuyến để đáp ứng cái nhu cầu linh hoạt của mình. Gửi tiết kiệm bằng tiền lẻ thì khách hàng có thể trả thêm phí hay không? Thường thì khi đến ngân hàng để mở sổ tiết kiệm thì dĩ nhiên là khách hàng sẽ có nhu cầu có những cái tiền tích trữ nhỏ lẻ hoặc là tiền xu. Thì hiện nay ngân hàng vẫn tiếp nhận những cái đồng tiền lẻ hoặc là tiền xu này để người gửi tiền có thể gửi tại ngân hàng, và cái phí nó sẽ thường theo cái biểu phí của các ngân hàng quy định. Tuy nhiên, để mà thu hút cái tiền gửi nhỏ lẻ từ khách hàng dân cư thì đa phần các ngân hàng sẽ áp dụng cái chính sách là giảm phí hoặc là miễn phí. Có thể ủy quyền cho người khác nhận tiền lãi tiết kiệm hay không? Khách hàng có thể nếu có nhu cầu để ủy quyền cho người khác, là con hoặc là bất kỳ một người nào khác thay mặt khách hàng đến ngân hàng để nhận tiền lãi, thì khách hàng thực hiện thủ tục rất là đơn giản, chỉ cần có một cái giấy ủy quyền cung cấp cho ngân hàng và theo đó thì ngân hàng sẽ phục vụ cái nhu cầu của khách hàng. Thưa quý vị vừa theo dõi chuyên mục khách hàng hỏi ngân hàng trả lời tuần này. Mọi thắc mắc cần giải đáp về dịch cách thức giao dịch tại ngân hàng, về dịch vụ hoặc là chính sách trong ngành ngân hàng, xin quý vị vui lòng gửi vào hộp thư tạp chí ngân hàng fbnc@gmail.com. Chúng tôi sẽ lần lượt đề nghị các ngân hàng hỗ trợ giải đáp đến quý vị trong tạp chí ngân hàng số ra hàng tuần. Thời gian qua, cứ mỗi khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tổ chức họp thì giới tài chính quốc tế lại nín thở chờ đợi từng động thái của cơ quan này đối với quá trình nâng lãi suất. Và đến thời điểm này, trước sự cải thiện tích cực của nền kinh tế Mỹ, nhiều dự báo cho rằng quyết định tăng lãi suất sẽ sớm được thực hiện trong năm nay. Vào trung tuần tháng 12 tới đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ tổ chức cuộc họp về vấn đề lãi suất. Nhiều chuyên gia nhận định lãi suất có thể sẽ được nâng lên ngay trong lần họp này. Vì trên thực tế thì các số liệu kinh tế gần đây cho thấy giá nhà đất đang có xu hướng gia tăng, cũng như tình hình lạm phát ngày một tích cực hơn. Và trong cuộc họp báo đầu tiên kể từ sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ với chiến thắng thuộc về ông Donald Trump, thì Chủ tịch Fed bà Janet Yellen đã tái khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi quá trình nâng lãi suất một cách từ từ của mình. Theo bà Yellen thì kể từ cuộc họp vào đầu tháng 11 cho đến nay, quan điểm của Fed vẫn không thay đổi về sự cải thiện của tình hình kinh tế và thị trường lao động, bên cạnh đó là chiều hướng tăng dần của lạm phát. Bà Yellen cũng cho biết Fed đã có những điều chỉnh cần thiết về định hướng trước sự thay đổi của chính quyền Mỹ trong thời gian tới. Theo quan điểm của Fed thì vẫn còn nhiều rủi ro đối với nền kinh tế, nhưng đây không phải là vấn đề quá lớn.
Những rủi ro được đề cập đến đó là khả năng mất kiểm soát về lạm phát, vốn đã liên tục ở mức thấp tại nhiều quốc gia trên thế giới kể từ cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kéo dài từ năm 2007 đến 2009. Bà Yellen cũng lưu ý rằng tiền lương đang có xu hướng tăng lên, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Mỹ cũng dần khởi sắc hơn trong nửa năm qua. Bên cạnh đó, thì hoạt động kinh tế thế giới đã có được những bước đi vững chắc sau thời gian bất ổn tại Trung Quốc và châu Âu, vốn làm cho Fed phải nhiều lần trì hoãn kế hoạch nâng lãi suất của mình. Ngoài ra, thời gian gần đây thì các chỉ tiêu kinh tế đều đang rất tích cực. Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng lên mức cao trong 6 tháng, hoạt động xây dựng nhà mới tăng lên và số lượng trợ cấp thất nghiệp hiện đã xuống mức thấp nhất trong 43 năm qua. Chính vì những diễn biến này mà Fed cho biết số lượng việc làm sẽ còn tiếp tục gia tăng và giúp cho thị trường lao động duy trì ổn định. Ngoài ra, với tốc độ tăng trưởng về tiền lương cũng như tình hình chi tiêu tiêu dùng thì đây đều là những yếu tố chính tác động tích cực đến tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP. Trong khi Fed vẫn đang rất thận trọng với quá trình nâng lãi suất của mình thì không ít chỉ trích cho rằng những chính sách mà cơ quan này triển khai đã tác động tiêu cực đến tình hình đầu tư của các doanh nghiệp. Theo đó thì nhiều chuyên gia nhận định là hoạt động đầu tư yếu kém là do các chính sách của Fed. Liên tiếp những gói nới lỏng định lượng QE trong nhiều năm qua đang dần khiến cho tình hình cân đối tài chính của cơ quan này trở nên đáng ngại hơn. Hiện tại thì Fed đang đối mặt với những bất ổn từ việc thu hồi vốn sau hàng loạt khoản đầu tư vào các loại tài sản như là cổ phiếu và trái phiếu trước cái chương trình QE. Mặc dù vậy thì theo người đứng đầu của Fed thì không có bằng chứng cho thấy tình hình yếu kém của hoạt động đầu tư liên quan đến các chính sách tiền tệ mà cơ quan này triển khai. Việc các công ty vận hành nhưng không mang lại doanh thu cao thì cần cân nhắc lại hoạt động đầu tư của mình sao cho có hiệu quả. Hơn thế nữa thì kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính, nhiều doanh nghiệp vẫn đang trong quá trình tái cơ cấu. Tuy vậy, bà Yellen cũng nhấn mạnh rằng nền kinh tế đang dần cải thiện theo chiều hướng tốt lên với số lượng việc làm ngày một gia tăng. Vì vậy, Fed kỳ vọng là tình hình đầu tư sẽ dần cải thiện trong thời gian tới. Quý vị vừa theo dõi phần 2 của tạp chí Ngân hàng tuần này trên kênh truyền hình FBNC. Và đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng đón xem thông tin nổi bật sau. SCB cảnh báo nguy cơ bất ổn tại châu Âu trưng làm tổng thống Mỹ. Wells Fargo yêu cầu tòa án Mỹ không giải quyết bê bối tài khoản bằng pháp lý.